là do kiếm vương truyền thụ. Đừng xem thường nữ nhi, thương pháp của ta là vô địch. Nhất thường nhất kích, ta là vô địch. Đừng xem thường y thuật của ta, ngươi sẽ hối tiếc được. Chỉ cần bảo đao của ta xuất ra, trời long đất lở. Thần kiếm trong tay, thân ma cũng phải khiếp sợ ta. Chủ nhân, chào mừng ngài gia nhập giang hồ. Ma linh kiếm mất rồi, ta đi đâu để tìm lại đây? Chủ nhân, hãy chọn cho mình một thế lực nào. Ta đi cùng ngươi, ngươi cần bảo vệ ta. Người tốt chết sớm, người xấu sống lâu. Nhiều lúc ta không thể khống chế được sự kích động của bản thân. Giang hồ thật nguy hiểm, tiểu nhân vô số. Hiếu hiệp tương lai sẽ rất sáng lạn đó. Phải là người lương thiện, không phải ai cũng được ở đây miễn phí. Nhiều lúc ta không thể khống chế được sự kích động của bạn. Võ điện trưởng giáo dám không cùng muốn lừa lấy ma linh kiếm, đúng là giang hồ hiểm ác, lòng người nham hiểm. Nhiều lúc ta không thể khống chế được sự kích động của bản thân. Nhấn vào avatar nhất, nhấn vào icon kỹ năng, nhấn vào nút tu, hãy đóng giao diện trước. Đạt cấp 30 rồi hãy tới học. Xông pha giang hồ, hảo hữu rất cần thiết. Người hãy mau đi kết giao thêm đi.
xông pha giang hồ, hảo hữu. Tốc độ như gió thật là tuyệt. Ngài hãy làm lại một lần nữa nào. Việc giang hồ đã kết thúc, ta đã tự do tự tại. Giang hồ vân tranh gì, ta không dễ bị bắt nạt đâu. Chỉ là hay thôi. Việc giang hồ đã kết thúc, ta đã tự do. Hệ thống phúc lợi đã mở rồi. Điểm danh hàng ngày sẽ nhận được phúc lợi phong phú. Nhớ điểm danh mỗi ngày nhé. Thần võ môn chúng ta là một môn phái nổi tiếng trong giang hồ. Chúng ta đang chiêu mộ những thanh niên có ý chí. Đừng hòng hỗn xược, còn không mau hạ vũ khí xuống. Chuyện của Hổ Hợp Cốc, lão phu cũng nghe nói rồi. Ngươi hãy đánh bại tứ đại đệ tử của ta, lão phu sẽ cho ngươi mượn một món. Nhờ người tiếp được một chưởng của lão phu sẽ hai tay dâng hóa trang cho người. Đứng dậy đi, không cần giả vờ chết. Lão phu việc giang hồ hãy để giang hồ giải quyết. Giờ hãy xuống núi thôi. Thân võ môn chủ tàn hóa trang như hẹn nước. Hóa trang này là phúc hay quà vẫn chưa rõ. Chúng ta đang chiêu mộ những thanh niên chủ có ý chí. Thần võ môn môn chủ đã tặng hóa trang cho ngài. Nhấn xem hóa trang cực phẩm mơ, nhấn mặt, ngoại hình sẽ thay đổi. Người nhớ cẩn thận nha, đừng để mất mạng đấy. Thật nguy hiểm, tiểu nhân vô số. Giang hồ thật nguy hiểm.